Đây, hoa giấy nhà mình đây các bạn xem. Đấy. Đỏ rực luôn. Cây hoa giấy. Gọc cây rất đẹp các bạn ạ. Các bạn cùng xem gọc cây hoa giấy của nhà mình đây. Đây mình cho các bạn xem gọc cây này. Đó, gọc cây khá là to luôn. Đỏ hồng luôn. Đấy, các bạn cùng chiêm ngưỡng cây hoa giấy của nhà mình. Đây, các bạn thấy không? Cánh dưới cây hoa giấy đây. Đây các bạn xem phía bên tay trái đây. Một cây hoa giấy đỏ rực kì. Đẹp không các bạn ạ? Các bạn hãy chiêm ngưỡng một cây hoa giấy khá là đẹp. Đây mình quay từ dưới lên. Ấy. Đó, các bạn xem. Các bạn xem đẹp không? Mình cho các bạn chiêm ngưỡng cây hoa giấy đây. Hoa giấy của nhà mày. Chiếc chậu hơi bị tù đây. Chưa thay được. Đây cây hoa giấy của nhà mình đây. Mình đây đằng sau. Mình đứng đứng trước đây các bạn ạ. Cây hoa giấy rất chi là đẹp. Đấy. Rực hồng luôn. Cho các bạn cùng xem. Cây hoa giấy khá là đẹp luôn. Đấy, mọi góc cạnh. Tuyệt vời. Đó. Xin mời các bạn cùng chiêm ngưỡng bạn xem không? Mình quay mọi góc cạnh cho các bạn xem. Đấy. Tuyệt vời không? Đây các bạn cùng chiêm ngưỡng góc bên này nè. Đấy. Rất tuyệt vời đây. Đó. Sau mình sẽ thay một cái chậu khác cho nó đẹp vào để tô đẹp vẻ đẹp của cây hoa giấy. Đây các bạn cùng chim vào đó. Đây 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 đây. Đây các bạn xem đây. Đẹp không? Cho các bạn chiêm ngưỡng mọi góc cạnh.
cây có đường kính khoảng tầm 30 cm các bạn ạ. Rồi mình xin kết thúc video tại đây. Lần sau mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem sự phát triển của cây hoa giấy nhà mình nào. Đấy.